Nam em bỏ phố về quê trộn xi măng. Giờ mới thấu hiểu cảm giác bị người khác khi ẩn danh là như thế nào. Chứ bây giờ hả nem chua không à, hết kịch bản rồi hiểu không? Bây giờ gây lộn rồi chia tay rồi quay lại, chia tay quay lại hoài người ta riết người ta chén rồi hiểu không? Còn áo thì nem là ai? Mình đặt câu hỏi xong mình không để người khác nói là mình sai nha. Còn khoe đầu tư khủng cho sự nghiệp kinh doanh. Chị còn đi hát không? Chị đang làm sân khấu, mai mốt chị sẽ mời mọi người tới sân khấu của chị nghe chị hát live, ok không? Bình thường người ta mời chị, bây giờ chị muốn làm một cái phòng trà riêng cho chị. Đó là cái giấc mơ của chị từ lâu, bây giờ chị muốn thực hiện. Sau loạt hành động bắt tay chị của Quế Vân Khui hết showbiz thì mỹ nhân sinh năm 1996 liên tục bị hủy show và buộc phải ngưng các hoạt động nghệ thuật chuyển đến Đà Lạt sống, chữa lành tâm hồn. Tuy nhiên, trạng thái hiện tại của nam em vẫn chưa thực sự ổn định. Nhan sắc của Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long ngày càng khiến công chúng lo lắng với gương mặt tiều tụy, hốc hác và ánh mắt lờ đờ. Không chỉ gây chú ý về mặt ngoại hình, cách đây không lâu, nam em từng thừa nhận trên livestream rằng dạo này tinh thần của cô khá bất ổn, đôi lúc không bình thường. Mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao hình ảnh người đẹp gốc Tiền Giang ngồi trộn hồ, xây hàng rào. Trong clip, nam em diện trang phục đơn giản, cô chia sẻ dòng trạng thái, hôm nay bé bận làm hồ. Đoạn clip nam em trộn xi măng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ netizen. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho giọng ca bồng bềnh vì bỏ phí tài năng. Không ít người mong rằng sau những biến cố cô sẽ rút ra được bài học và sớm trở lại showbiz với tinh thần và tâm thế ổn định hơn. Trên các livestream bán nước hoa, cô nàng cũng liên tục khoe bản thân đầu tư số tiền khủng cho công việc kinh doanh với chồng. Nhưng cộng đồng mạng chỉ soi rằng có cả tỷ đầu tư sao không trích một ít ra để xây nhà ở. Chưa kể nam em còn liên tục bị một nam top top cơ cà khịa với một cái tên ẩn danh. Tôi đã có rất nhiều những người hâm mộ tặng quà cho tôi, chủ yếu để tôi khui. Và từ khóa trong năm 2024 được hot nhất, đó chính là từ khóa khui. Đó, chị tao truyền cảm ứng cho giới trẻ, hiểu không? Cụ thể từ ngày nam em đổi gu từ chữa lành sang chiến hơn bao giờ hết, cộng đồng mạng cho rằng là đang nói đến nàng Hoa Khôi. Vậy nên cô nàng đã có một màn chất vấn với nam thanh niên này rằng người đang nói đến là ai mà sao có những tình tiết giống câu chuyện của cô đến vậy. Chưa kể cô còn cho biết, anh chàng này cứ dí mãi chuyện cô làm sai nên mới lên sở, còn cô làm đúng thì sao phải lên sở làm gì. Rồi còn có màn dặn dò bạn nam rằng cứ ẩn ý như thế đi rồi có ngày cũng bị phạt cho xem. Nếu mà tôi thật sự làm đúng thì tại sao tôi lên sở? Vì tôi làm sai cho nên tôi mới lên sở. Còn bạn làm sai thì bạn chuẩn bị nhận hình phạt của bạn với pháp luật. Có điều chúng ta nhận được chỉ là nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng của bạn nam thôi. Nhưng nhiều người cũng tinh ý nhận ra rằng chẳng phải trước đây nam em muốn khui chuyện của ai trong showbiz đều nói ẩn danh vậy sao? Nên chắc hẳn là giờ cô đã hiểu được cảm giác bị nói xấu là như thế nào. Nam em sinh năm 1996, quê Tiền Giang. Trước khi trở thành người có tên tuổi trong làng giải trí, người đẹp đã tham gia các sân chơi như Hoa hậu Việt Nam 2014, Top 40, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, Đăng Quang, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, Top 10, đại diện quê nhà dự thi Hoa hậu Trái đất 2016, Top 8, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Top 10. Năm 2018, cô bắt đầu được nhiều người chú ý thông qua việc tham gia các game show và hoạt động với tư cách ca sĩ. Tuy nhiên, chân dài gốc Tiền Giang cũng vướng scandal tình cảm với Trường Giang ở giai đoạn này khiến sự nghiệp của nam em bị tụt dốc không phanh. Nhắc đến loạt thành tích trước đây, ai cũng vừa tiếc vừa thương cho một thời của nam em. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.